Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2020 theo âm lịch. Ngày này là ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý và hôm nay là ngày Đinh Mùi tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Ngày này là ngày hoàng đạo. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy, ngày Đinh Mùi tức can sinh cho chi, có nghĩa là họa sinh cho thổ. Ngày hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, thiên hà thủy, kỷ tuổi, tân sửu, kỷ sửu, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, kỷ sửu, đinh dậu, kỷ mùi, thuộc hành hỏa, không sợ thủy độ. Ngày mùi, lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi, thành mộc cục, xung với sửu, hại tí, phá tuất và tuyệt sửu đó các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ sửu, tân sửu, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tí. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như là sao Nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ cái việc tố tụng, sao Thiên Thành, tốt mọi việc, sao Tuế hợp, tốt mọi việc, sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc, nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải trừ được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Trong ngày cũng có các sao xấu như là sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao Nguyệt Hư hay còn gọi là Nguyệt Sát, xấu đối việc cưới gã, mở cửa, mở hàng, sao Tứ Thời cô cỏ, kỵ cái việc cưới hỏi các bạn nhé. Và đặc biệt, ngày 14 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mồng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này đối với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang phải chịu tác động xấu của cục diện tương hại, cho nên bạn tuổi Tý trở nên nóng nảy, dễ cáu gắt lắm đó. Và bạn tuổi Tý, bản mệnh có những suy nghĩ cực đoan nên chỉ thích làm theo ý của mình, không muốn nghe theo lời người khác đó nhé. Với bạn tuổi Tý, vì tính nóng nảy cho nên bản mệnh dễ phạm phải kẻ tiểu nhân. Bạn tuổi Tý, bạn hãy chú trọng trong mọi việc, một khi đã bắt tay vào làm việc thì không được lơ là, sơ suất, tạo kẻ hở cho những kẻ có ý đồ xấu, lợi dụng và hãm hại mình bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, Tỵ Kim chiếu mệnh, cái điều này khuyên bạn tuổi Tý nên hạ cái tôi của mình xuống, kiên nhẫn lắng nghe mọi người, người lớn tuổi hơn. Khi có bất kỳ cái vấn đề mâu thuẫn nào xảy ra giữa anh em, bạn bè, đồng nghiệp, bản mệnh cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa bạn tuổi Tý nhé. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý, cái việc xuất hành đi xa với bạn không được thuận lợi. Bạn đang có cái điểm báo, có cái sự mâu thuẫn, cãi cọ, va chạm
nội. Và nếu như bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, bạn nóng nảy, cáu gắt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, bạn không nghe lời người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn dễ phạm phải tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn cần chú trọng công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, mâu thuẫn với đồng nghiệp đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên bạn đang có cái điềm báo gây ra những tác động không tốt cho sự nghiệp của mình nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn thường tự tin thái quá nên thích vượt lên phía trước để thể hiện bản thân mình. Cái chuyện này khiến cho bạn hết rơi vào rắc rối này lại rơi vào rắc rối khác. Bạn tuổi Sửu, bạn hãy suy nghĩ cho kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định nào trong ngày, tránh cái tình trạng nông nổi, bốc đồng, không những không giúp cho bản mệnh được người khác đánh giá cao mà còn làm phiền người khác phải thu dọn hậu quả giúp mình nữa. Trong ngày Mùi này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải tránh cái sự va chạm với những người có cấp bậc cao hơn mình. Và khi bị khiển trách, bạn tốt nhất là nên kiên nhẫn lắng nghe, không nên to tiếng cãi cọ, gây ấn tượng xấu với lãnh đạo đó bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tự tin thái có. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, thích thể hiện. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bạn hay gặp rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, không va chạm với cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp thương quan chiếu mệnh. Điều này cho thấy bạn tuổi Dần trải qua một ngày khá chi là vất vả trên lĩnh vực sự nghiệp bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, những người làm ăn cần phải hết sức tránh đầu tư vào cái thời điểm này, bởi xung quanh bạn, bản mệnh không có bất cứ cái mối đầu tư nào đáng giá cả nhé. Bạn tuổi Dần trong ngày này cũng có thể mâu thuẫn gay gắt với cấp trên của mình. Khi bất đồng với cấp trên, bạn cần lựa chọn lời nói dễ nghe và thuyết phục bằng lý luận, không nên nghĩ gì nói nấy, gây phật ý với người nghe, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của mình bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày Mùi này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày mộc thổ xung khắc. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ của bạn tuổi Dần với nửa kia không được như ý muốn. Bạn mệnh thường mang những cái chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình của bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa,
mâu thuẫn với cấp trên, tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, nói năng không lựa lời. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn không nên đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn to tiếng với nửa kia đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 5. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu ghi. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão đang có được cái sự phù trợ của tam hội cục nâng đỡ cho bạn. Cho nên công việc của bạn tuổi Mão có phần tiến triển khá chi là tốt đẹp, thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh tuổi Mão thường có những đánh giá không chính xác về cái năng lực của bản thân mình, dẫn đến cái việc lập ra những kế hoạch không được thực tế cho lắm nhé. Trong cái ngày mùi này với bạn tuổi Mão, trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định nào trong ngày thì tốt nhất là bản mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nhiều người sẽ giúp bạn đưa ra những cái gợi ý đúng đắn và những cái hướng đi mới mẻ hơn so với chị mình bạn nhiều bạn nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão, thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Mão có được một ngày tài lộc đầy ắp. Bạn mệnh đặc biệt là với những ai đang làm nghề tự do, cái khoản tiền mà bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với cái công sức mà bạn đã bỏ ra. Vì thế bạn hãy có cách chi tiêu cho thích đáng bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, công việc được thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn có phần ảo tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn tham khảo ý kiến. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn nhận được tiền thưởng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, công sức được đền đáp. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 7. Giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn tuổi Thìn đang gặp được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn trải qua một ngày làm việc cực kỳ là thuận lợi nhé. Trong ngày này, đối với những ai đang giữ những cái vị trí quan trọng thì nhận được cái sự tín nhiệm của mọi người, và những người làm nhân viên thì có được cái cơ hội để cất nhắc nữa. Và bạn tuổi Thìn, bạn có được tinh thần làm việc nghiêm túc và chu đáo, bạn nhận được cái sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp nữa rồi nhé. Bạn tuổi Thìn, nếu như bạn vẫn giữ được cái phong độ này thì bạn hoàn toàn có cơ hội để tiến xa hơn nữa trong cái sự nghiệp của mình đó. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này không thích hợp để cho bạn làm những cái công việc trọng đại. Vì thế nếu có thể, bạn mệnh nên đẩy lùi cái kế hoạch này xuống một vài ngày tới, chờ cái thời điểm thích hợp hơn thì kế hoạch của bạn cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn có cơ hội cân nhắc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, không nên làm việc trọng đại. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, người có trách nhiệm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, tương lai hứa hẹn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao.
Con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Tỵ thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang gặp ngày họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Tỵ trong ngày này tiến triển rất chi là tốt đẹp nhá. Bạn tuổi Tỵ, bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Khi bạn gặp khó khăn, tất cả mọi người đều chẳng ngại giang tay giúp đỡ cho bạn đâu. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tỵ và nửa kia của mình cũng đang tiến triển rất chi là tốt đẹp, nhờ đôi bên luôn chia sẻ và tâm sự với nhau nên bạn có thể đoán được cái suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng đó. Trong cái ngày mùi này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang có được chính tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi có được một ngày cực kỳ là may mắn trên cái phương diện tài lộc cho mình nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn có thể được thưởng nóng cho những cái thành công gần đây của mình. Đây là cái động lực để cho bạn cố gắng hơn nữa nhé. Trong ngày với bạn tuổi Tỵ, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng được thuận lợi, có thể gặp được quý nhân, có tiền tài, có tin vui, bởi trong ngày bạn đã đang được cái sự hậu thuẫn của các sao tốt như là sao Nguyệt Đức, sao Thiên Thành, sao Thiên Hợp, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, rất tốt cho bạn, bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn được yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, công lao được đền đáp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn thấu hiểu nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ, trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cái vận trình nhị hợp phù trợ. Cho nên với ngày này với bạn tuổi Ngọ rất phù hợp để cho bạn hợp tác làm ăn luôn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bản mệnh có thể tìm được những cái mối đầu tư đáng giá nhờ có cái tầm nhìn xa trông rộng, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai gần thôi đó nhé. Trong cái ngày mùi này với bạn tuổi Ngọ, cái mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất chi là tốt đẹp, do bạn là người coi trọng tình nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những bạn đã được bạn giúp đỡ trong cái thời điểm này chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn nhiều cái lợi ích trong tương lai lắm đối với bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên hãy trò chuyện với nhau thật nhiều. Nếu có con cái làm cái điều gì không đúng thì bạn nên nhắc nhẹ nhàng, chứ không nên la mắng ép buộc bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ trong ngày này, nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên chọn những cái hướng tốt như là Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình, bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, nên hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, thấu hiểu con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn hãy giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, coi trọng tình nghĩa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Mùi ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi cần phải hết sức thận trọng trong sự nghiệp của mình nhé. Bạn tuổi Mùi, bạn có thể phải chịu cái sự chèn ép của đồng nghiệp và cấp trên. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mùi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và thất vọng vì tương lai đó bạn nhé. Dưới cái tình huống như vậy, bạn tuổi Mùi, bạn cần phải có cái cách ứng xử sao cho phù hợp, không nên nóng nảy, lỡ lời, khiến cho kẻ xấu càng có cái cơ hội lợi dụng cái sơ hở của bạn. Và khi cảm thấy quá căng thẳng, bạn nên tham gia cái hoạt động ngoài trời hoặc là tâm sự với người thân để cải thiện tâm trạng được tốt hơn bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi trong cái ngày này, nếu như có ý định xuất hành đi xa trong ngày này, bạn mệnh nên đi theo những cái hướng tốt để giảm bớt những cái rắc rối không mong muốn cho mình. Hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông để hạn chế những cái rủi ro, tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, cấp trên chèn ép. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, thay đổi tâm trạng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, có cách xử lý phù hợp đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ 3 ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 3 này với bạn tuổi Thân xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vừa vượng, cho nên bạn tuổi Thân, đối với những bạn còn độc thân, trở nên rất chi là đào hoa vào ngày hôm nay luôn nhé. Bạn tuổi Thân, bạn mệnh dễ dàng thu hút cái ánh nhìn của những người khác giới. Bạn có thể tìm được người ưng ý nếu như bạn biết mở lòng mình đó. Tuy nhiên, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải biết giữ cái khoảng cách với người khác giới tiếp cận mình. Nếu ứng xử khéo léo, bạn có thể nhờ vào đó khiến cho sự nghiệp của mình được thăng tiến nhanh chóng hơn bạn tuổi Thân nhé. Nhưng nếu không khéo, bạn có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn cũng đang có được chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thân có được cái dấu hiệu may mắn trên cái lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc cho mình. Bạn mệnh là người thẳng thắn, chân thành, thông minh nên thường được cấp trên đánh giá cao, và bạn hãy xác định được cái mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn bạn tuổi Thân nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, cái việc xuất hành với bạn cũng được thuận lợi, bạn có tiền tài, có tin vui và đi ra được người lớn ủng hộ, quý nhân giúp đỡ nữa bạn nhé. Và bạn cũng đừng quên khi ra ngoài xuất hành vào những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông để tăng thêm cái vận may về tài lộc cho mình đó. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, được lòng người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tìm được người như ý. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, sự nghiệp phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, nên tham vọng lớn.
Vậy đánh giá của bạn tự thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn, bạn đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bản mệnh tuổi Dậu tạo lập được những cái uy tín của mình, nhất là những người làm trong những cái lĩnh vực nghệ thuật hoặc là khoa học nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn nhận được cái sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên trong ngày, ai cũng tin tưởng và muốn giao nhiệm vụ cho bạn nữa rồi đó. Bản mệnh tuổi Dậu trong cái ngày mùi này, bạn là người thông minh, có tay nghề cao và phản ứng nhanh nhạy. Đây cũng là cái yếu tố rất cần thiết nếu như bạn muốn tiến xa hơn trong cái sự nghiệp của mình nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy tự tin để thể hiện cái điểm mạnh của mình và nắm bắt lấy cái cơ hội đúng lúc đó. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, ngày này là ngày có thổ sinh cho kim vượng, làm cho cái mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia của mình cũng rất chi là tốt đẹp luôn. Đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào cái nửa kia của mình, nên mỗi khi có cái vướng mắc gì, hai bên đều luôn bàn bạc để đưa ra những cái quyết định cuối cùng nữa rồi đó bạn tuổi Dậu nhé. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, cái việc xuất hành đi xa có phần được thuận lợi. Bạn đang gặp được các sao tốt hỗ trợ như là sao Tuế Hợp, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo, sao Nguyệt Đức, sao Thiên Thành. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu có được cái vận may gặp được người có tin vui trong ngày, và bạn đừng quên chọn những cái hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may cho mình bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy được mọi người tin tưởng, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa thông minh nhanh nhẹn, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ bạn có được cơ hội thăng tiến, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc bạn tin tưởng nửa kia, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim gia đình hạnh phúc. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên bạn tuổi Tuất có phần trở nên quá thẳng thắn, bạn nghĩ gì nói nấy mà không suy nghĩ đến cái cảm nhận của mọi người, nên dễ làm mất lòng người khác. Và cái điều này khiến cho bạn mệnh tuổi Tuất phải rơi vào nhiều rắc rối lắm đó bạn nhé. Trong ngày mùi, cái ngày mùi này với bạn tuổi Tuất, công việc của bạn mệnh cũng dễ gặp trở ngại nếu như bạn không suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những cái quyết định hoặc không đánh giá đúng được cái khả năng của mình. Và nếu như bạn gặp rắc rối, bạn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết, chứ không nên lo lắng quá, gây áp lực cho mình, lại càng khó khăn hơn với mình bạn tuổi Tuất nhé. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, bạn đang có được chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Tuất cũng có được cái cơ hội thăng tiến. Và nếu như bạn biết cách lắng nghe mọi người, bạn hãy mở rộng tư duy, đừng giữ mãi những cái suy nghĩ bảo thủ cũ kỹ của mình. Bạn sẽ thấy mọi việc đều có cách xử lý và giải quyết một cách hợp lý hợp tình đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất
thuộc hỏa, bạn quá thẳng thắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn dễ làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn suy nghĩ bảo thủ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn không đánh giá đúng bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, không nên áp lực. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày mùng 1 tháng 9 năm 2020. Cái ngày đầu tháng 9 này đối với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ của bạn tuổi Hợi và những người thân trong gia đình không được như ý nhé. Bạn tuổi Hợi, bạn có thể cảm thấy thất vọng vì ý kiến của mình không được chấp nhận, không được cái sự ủng hộ của mọi người. Thay vì vùng vằng, khó chịu, bạn hãy dành thời gian để xem xét lại cái kế hoạch của mình đã đặt ra xem sao bạn tuổi Hợi nhé. Và bạn tuổi Hợi trong cái ngày mùi này, cái mối quan hệ của bạn với nửa kia của mình cũng không được yên bình cho lắm. Đôi bên có thể xảy ra chiến tranh lạnh vì cái sự thiếu thấu hiểu lẫn nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại để nói chuyện, tháo gỡ những cái vấn đề vướng mắc. Vợ chồng không nên so đo với nhau bạn tuổi Hợi nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, kiếp tài chiếu mệnh cũng cho thấy bản mệnh tuổi Hợi rất dễ gặp xui xẻo trong sự nghiệp của mình. Bạn dễ bị cuốn vào những cái vụ việc tranh quyền đoạt lợi, trốn công sở. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy xác định cái lập trường của mình một cách vững vàng để không bị bất cứ ai lôi kéo bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi. Trong ngày không nên làm những cái việc trọng đại bởi bạn đang chịu tác động của một số sao xấu như là sao Địa Tặc, sao Nguyệt, Hổ, sao Tứ Thời, Cô Quả, Hoang Vu, không tốt cho cái việc trọng đại với bạn trong ngày nhé. Và bạn tuổi Hợi xuất hành đi xa không tốt nếu như có nhiệm vụ quan trọng. Phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông để tăng thêm cái vận may, hạn chế những cái rủi ro xảy ra với mình bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa không được ủng hộ, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ bực bội, nóng nảy, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc bạn cần phải xét lại bản thân, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim bạn xác định lập trường, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy mâu thuẫn với nửa kia đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng thích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.